Và bây giờ xin được đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo như thống kê thì tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách công cộng bao gồm trong đó là có xe buýt và cả đường sắt đô thị ở Hà Nội là khoảng 18,5% trong năm 2022. Và thành phố thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, vận tải hành khách công cộng sẽ đáp ứng khoảng từ 30 cho tới 35% nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, mới đây, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại đề xuất tăng giá vé xe buýt đối với các tuyến có trợ giá trên địa bàn và thời gian áp dụng sẽ là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đề xuất, đối với vé lượt mà có cự ly dưới 15 km, giá vé sẽ tăng từ 7.000 đồng lên thành 8.000 đồng trên lượt. Cự ly từ 15 đến 25 km, giá vé tăng từ 7.000 đồng thành 10.000 đồng trên lượt. Giá vé cũng sẽ tăng từ 8.000 đồng thành 12.000 đồng trên lượt đối với cự ly từ 25 đến 30 km và tăng từ 9.000 đồng thành 15.000 đồng cho cự ly từ 30 đến 40 km, mức cao nhất là từ 9.000 đồng thành 20.000 đồng trên lượt dành cho cự ly dài hơn 40 km. Giá của vé tháng cũng có mức tăng trung bình là 40%. Học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng, hiện nay là 55.000 đồng, liên tuyến là 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Người có công, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo thì tiếp tục được miễn vé đi xe buýt.